Bạn đang phân vân chưa biết lựa chọn kênh đầu tư? Gửi tiết kiệm ngân hàng, lãi suất tiền Việt dao động từ 5 đến 7% một năm, nhưng luôn canh cánh trong lòng nỗi lo trượt giá khi tỷ lệ lạm phát tăng cao. Vàng, ngoại tệ, chứng khoán, biến động liên tục, rủi ro cao khi đầu tư. Nhà phố, chung cư bình dân, nguồn cung nhiều, lợi nhuận cho thuê trung bình chỉ ở mức 3,8% một năm. Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Vingroup với hai dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ khách sạn Condotel. Giá trị đầu tư được đảm bảo bằng bất động sản. Nhận chia sẻ trọn đời 85% lợi nhuận từ việc kinh doanh cho thuê lại mà không phải trả chi phí quản lý. Cam kết lợi nhuận cao nhất hiện nay lên tới 10% một năm. Hợp tác chiến lược giữa ngân hàng Techcombank, Vingroup đã đưa ra gói vay ưu đãi chưa từng có. Hỗ trợ vay lên tới 65%, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên, phí trả nợ trước hạn 0% trong 12 tháng đầu tiên, ân hạn nợ gốc trong 12 tháng đầu tiên. Cam kết chia sẻ lợi nhuận được thực hiện 6 tháng một lần kể từ khi thanh toán 100% giá trị hợp đồng. Với biệt thự biển, khoản lợi nhuận này đủ để chi trả cả gốc và lãi cho khoản vay hàng năm, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi vay đầu tư. Một trong những điều đặc biệt nhất khi đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng Vingroup đó là bạn và người thân trong gia đình, đối tác đều có thể cùng tham gia góp vốn, đứng tên sở hữu trong hợp đồng mua bán và cùng nhận lợi nhuận chia sẻ. Với chính sách linh hoạt và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng này, biệt thự nghỉ dưỡng không còn là sân chơi của riêng các đại gia hay ước mơ của nhiều người. Với một căn biệt thự 12 tỷ, ba người bạn cùng góp vốn mua và cùng vay ngân hàng, số vốn ban đầu chỉ cần 1,4 tỷ đồng. Lợi nhuận chia sẻ lên tới 1,2 tỷ đồng một năm, giúp cả ba an tâm, thảnh thơi khi không phải lo lắng trả gốc, lãi, vay hàng năm. Việt Nam được xem là điểm đến mới đầy tiềm năng và được yêu thích của du lịch quốc tế. Sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng biển là một xu thế tất yếu khi sở hữu đường bờ biển chạy dài hơn 3.000 km với những bãi biển đẹp và hoang sơ bậc nhất thế giới. Với một nguồn cung hữu hạn, biệt thự nghỉ dưỡng hay Condotel Vingroup ở những vị trí trung tâm trên những bãi biển đẹp nhất Việt Nam sẽ chỉ dành cho những nhà đầu tư bắt kịp và đón đầu xu hướng mới. Một trong những lợi thế lớn nhất của biệt thự nghỉ dưỡng Vingroup là quyền sở hữu lâu dài, trọn đời cho toàn bộ diện tích xây dựng lẫn sân vườn, hồ bơi xung quanh. Trong khi đó, các dự án khác trong nước và trên khu vực, thời gian sở hữu chỉ kéo dài trong 30 năm đến 70 năm, có thể gia hạn. Với mức cam kết sinh lời tối thiểu 10% một năm và chia sẻ 85% lợi nhuận cho thuê trọn đời, khách hàng sẽ sớm thu hồi lại được khoản tiền đầu tư ban đầu. Tài sản này tiếp tục đem lại lợi nhuận cho những năm tiếp theo, giúp cho khách hàng rũ bỏ mọi lo toan về tài chính, trang trải những chi phí đầu tư trong tương lai cho con cái, có nguồn thu nhập ổn định cho an dưỡng tuổi già. Như vậy, đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đảm bảo được tính an toàn và sinh lời ổn định không chỉ cho khách hàng mà còn cho các thế hệ trong gia đình và đặc biệt là tương lai của con cháu sau này.